xong á. Lâu kinh khủng, đến từ mấy giờ bây giờ xong. Kiểu gì, lộng như chưa nguyên bảy đi học sao nhỉ? Học nhưng có ra được trường hay không là vấn đề. Chúng nghe nói trường bảy học thế lắm không ạ? Toàn 7 năm rưỡi ra trường, không biết sau này thế nào á. Tôi cố gắng 2 năm thì ra sớm. Hai ông vừa đi nhập học về ạ? Ông đang tư à? Tôi đang đi mà chưa biết tìm ở chỗ nào. Đồng môn. Hai ông vừa nhập học chỗ nào hay chỉ có thể tôi nhập học đến giờ. Sáng mà tôi tìm ra ông ạ. Mà sao ông chọn cái khoa làm gì đấy? Học trường này khổ vậy đâu. Đi nhà trông cái điều kiện xong bảo bố chạy cho cái trường nào tôi nghĩ là dễ lại không ạ? Kiểu làm sinh à, làm người không thích lại thích làm sinh viên khoa. Cái xô đẩy mà. Thôi khổ ông mà bây giờ hai ông đi về hay là đi đâu? Thôi mà tôi đi tham quan trường rồi. Phải đi cùng lúc đi. Ok để tôi dẫn ông đi. Rồi ok đấy. Ui. Cái gì không? Hay là kinh gì đấy? Quay. Chuẩn đấy. Nani? Hả? Mày nhìn kìa. Ê, mà thằng kia dừng lại đã. Sao anh có thể ông đi dọn về, nó ra mà dọn. Hôm nay các bạn kia. Chuyện gì ra đây? Chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy? Vâng, xong. Anh xin mình mày đó, cả kia bọn em. Anh nhìn thằng mày, nó làm gì kìa anh? Nó làm gì kìa anh? Ôi, nó chạy gì nhìn. Mà bọn nó có ý kiến. Chúng mình nhá, chúng mình ok, chúng mình từ xưa nay nổi tiếng rất là xanh sạch đẹp đúng không? Em biết từ đúng không? Ừ, thế rồi ở ngoài kia thấy có một số cái thùng rác ấy. Nhưng mà các em có rác thì kiểu mình sẽ tìm rác vứt vào để tránh nó làm cho cô nó không vứt vào ra. Mà nếu mà các em mà ai cũng như các em ấy, thì trường mình sẽ như thế nào đúng không? Cái tưởng tượng như thế mà không chỉ là vấn đề ở trong trường mình, vấn đề ngoài xã hội nữa. Ai mà cũng vứt rác như các em ấy, thì xã hội sẽ môi trường như thế nào? Sau như thế nào? Bảo vệ môi trường đi. Hợp lý. Đấy, nói như ông này phải hơn không? Ông anh này. Ok, ok. Ok, khi rồi nhá. Ok, các em xin lên cho mình đúng không? Vâng. Ok. Mình là xin lên bách khoa. Mình cố gắng là mình cũng hòa đồng vào cảm giác là chuyện chứ. Luôn phải lấy được vấn đề một cách trong cái biện pháp hòa bình. Đúng thế nhau. Ừ. Nào nếu mà thật chất mình xin lỗi các bạn. Xin lỗi. Rồi, bọn tôi cũng hơi nóng này. Hơi nóng thế nào. Ok. Ok thế nhá. Rồi. Mình chào các em. Ờ, đừng quay.